trên đời này có chuyện gì nực cười hơn nữa không tại sao chứ thẩm tĩnh đàn ta không thua kém gì kẻ khác tại sao phải chịu nỗi nhục này ngày sau gặp mặt tỉ muội trong nhà ta lấy đâu ra mặt mũi ngồi cùng bàn với bọn họ chẳng lẽ phải nói mấy tên đánh ngựa gác cổng nhà họ vừa mới ăn sáng ở quán nhà ta sao huynh ấy cam lòng sống tụt hậu vì sao lại muốn kéo ta theo cùng giọng nàng ta bất giác trở nên bé nhọn sắc mặt đỏ ửng bất thường ta túm cổ áo nàng ta giơ tay cho nàng ta một cái tát lô nơ g ngực hừng hực lửa cháy nóng đến độ ta chỉ hận không thể xé xác người trước mặt này nhưng chàng đã từ hôn rồi chàng chưa từng có ý định ép ngươi vì sao ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận đầu nàng ta oạt sang một bên một lúc lâu sau mới ôm mặt bật cười ha hả ngươi muốn biết vì sao à vậy ngươi tự mình xem đi ta nhìn chằm chằm hộp gỗ đỏ trước mặt không biết sao lại thấy hoảng sợ cực độ thấy ta không nhận thẩm tĩnh đàn lại đưa hộp về phía trước. Xem đi, không phải ngươi muốn đáp án sao? Ta cắn răng, mở nắp hộp trong tay nàng ta ra. Nàng ta khẽ buông tay, chiếc hộp rơi bộp xuống đất, một thứ màu vàng bên trong lan ra. Đụng vào mũi chân ta, dừng lại. Ta trợn mắt, chỉ cảm thấy đầu ong ong, cả người tê dại. Máu toàn thân đông cứng lại. Đó là A Hoàng. Đầu của A Hoàng. Nhúng lông bị khuyết trên chốt tai, là vào đêm giao thừa lạnh quá nó cuộn tròn bên lò lửa không cẩn thận bị đốt cháy ta còn cười nó suốt thẩm tĩnh đàn vỗ tay vẻ mặt điên cuồng ngươi thích món quà này không trên bàn còn có thịt ta chỉ nếm thử một chén có hơi dai ta không thích có điều ngươi thân thiết với nó như vậy chắc là sẽ không ghét đâu tay áo tuột xuống để lộ vài vệt máu trên cánh tay nàng ta đó là dấu vết a hoàng đã từng ra sức dãy dụa tìm đường sống nàng ta chú ý tới tầm mắt ta thờ ơ cười cười con súc sinh này cũng có chút sức lực ta phải mất nhiều công sức lắm mới giết được nó đấy trước khi chết nó còn liều mạng hướng về thùy hương tạ của ngươi nữa ngươi nói xem ngươi có cái gì tốt rõ ràng lúc trước là ta đưa nó cho hạ tây châu vậy mà nó lại một lòng nhớ ngươi đúng là thứ lòng lang dạ sói hệt như chủ của nó không phải ngươi muốn biết vì sao ta không để Hạ Tây Châu sống à? Hắn nói hắn yêu một ả kỹ nữ, muốn cưới ả làm vợ. Một ả kỹ nữ, hắn đang muốn làm nhục ta. Thứ mà thẩm tĩnh đàn ta không cần, dù có đập, đốt, xé nát cũng không tới lượt một ả kỹ nữ. Hắn đáng cộng hòa chéo ngược ếch. Ha ha ha, hắn đáng chết. Chết là đúng. Trước mắt ta nhòe đi, cảm thấy trời đất như quay cuồng. Không nhìn rõ gì cả, không nghe thấy gì hết mọi thứ xung quanh nhanh chóng rời xa ta. Ta đờ đẫn lấy chủy thủ phòng thân trong tay áo ra, bước từng bước về phía nàng ta. Lúc tiêu vân khởi xông vào thu ngô viện, ta đang cẩn thận tìm kiếm trong bụng thẩm tĩnh đàn. Máu thẩm tĩnh đàn vương đầy đất, dây vớ váy lụa của ta đều bị máu thấm ướt. Sắc mặt hắn trắng bệch, khe khẽ tới gần, nhỏ giọng gọi. Tương tư, nàng đang làm gì vậy? Ta ngẩng khuôn mặt dính đầy máu lên, cười sán lạn, ta đang tìm A Hoàng. Nó ngốc lắm, bị lạc rồi, ta phải mang nó về nhà. Ta bị Tiêu Vân khởi đánh ngất, đưa về Thủy Hương tạ. Ta đã mơ một giấc mơ dài. Cảnh trong mơ hỗn loạn, ta hốt hoảng bước đi trong đó, như quần chúng cưỡi ngựa xem hoa. Ba hồi là lão Trịnh mở toang cửa viện ra, khản giọng kêu. "Cô gái, cháu mau đi xem, Tây Châu xảy ra chuyện rồi." Ba hồi là hạ Tây Châu áo xanh đứng ở cửa, quay đầu cười. Tương tư nàng ấy phái người tìm ta nhất định là gặp phải chuyện khó khăn dù sao cũng quen biết lâu rồi ta đi một chút rồi về ba hồi là a hoàng rụi vào ống quần ta ngửa bụng làm nũng ba hồi lại là cái đầu đầy máu của nó lăn lông lốc đến bên chân ta ý thức ta trôi đi cuối cùng dừng lại trên bờ đê cỏ dại ung tùm hạ tây châu vừa được vớt từ dưới nước lên khuôn mặt tuấn tú ướt đẫm hai mắt nhắm nghiền môi tái nhợt một sợi tóc đen xoăn lại dán lên má chàng tay ta run rẩy mấy lần muốn vén lên nhưng không thành ta có chút buồn cười đây còn là đôi tay khéo léo nhạc cụ nào cũng chơi được mà tăng ma ma hết lời khen ngợi sao sao lại không nghe theo sai khiến hình như ta thực sự cười ra tiếng hàng xóm ở hẻm tế liễu nhìn ta với ánh mắt thương hại nực cười ta có gì đáng thương ta chính là tương tư là tương tư thả phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Không thứ gì có thể thật sự làm tổn thương ta. Thím chu nhà bên ôm lấy ta. Tương tư, muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nhịn trong lòng mà hại thân. Ta mờ mịt chớp mắt, khô khóc, một giọt nước mắt cũng không có. Ta đã chẳng còn biết khóc từ lâu rồi. Ta ôm đầu hạ Tây Châu, dán khuôn mặt vào. Chàng rất hay thẹn. Mặc dù chúng ta sắp thành thân rồi chàng cũng không để cho ta đến gần, chỉ kéo tay thôi mà tai đã đỏ lên. Ta buồn bực dậm chân, hạ Tây Châu, động phòng hoa trúc là dành cho con gái nhà lành, ta là kỹ nữ, vốn chẳng thèm để ý đến thứ lễ nghi phiền phức đó. Chàng than thở, lần đầu tiên ôm ta vào lòng. Động tác rất trân trọng. Ta để ý. Đó không phải lễ nghi phiền phức, mà là chiếu cáo thiên hạ, kính báo tổ tông và thần minh tứ phương, đời này kiếp này, nàng và ta kết tóc làm phu thê khuôn mặt chàng lạnh lẽo giống như tim ta vậy chúng ta còn chưa cử hành những nghi lễ phiền phức đó thần minh sẽ biết tấm lòng của chúng ta sao nếu không biết ngày nào đó ở dưới hoàng tuyền ta phải tìm chàng thế nào đây ta cắn răng tim đập thình thịch kính báo thần minh phải không ta sẽ cho bọn họ biết ta mặc tăng phục trắng đưa hạ tây châu đến miếu thành hoàng thành hoàng lão gia quản chuyện âm ti, đi lại giữa hai cõi nhân gian địa phủ, chuyện trên đời không thoát được tai mắt của ông. Đã là như thế, ta đành xin thành hoàng làm chứng, kết làm phu thê với chàng ở âm ti địa phủ trước. Lúc sống không được luật pháp nhân gian thừa nhận, vậy sau khi chết đi đành xin thập điện diêm vương ghi vào sổ sinh tử. Tương tư gia là nương tử của Hạ Tây Châu, Hạ Tây Châu là phu quân của tương tư ta. Không cầu được kiếp này bên nhau đến bạc đầu, vậy thì xin sau khi chết phu thê dưới hoàng tuyền được đoàn tụ mặc dù tiêu vân khởi cực lực ngăn chặn nhưng chuyện ta giết thẩm tĩnh đàn rồi mổ bụng nàng ta vẫn được bị mật lan truyền trong phủ bọn nha hoàn hầu hạ ta nơm nớp lo sợ ánh mắt đầy sự sợ hãi bọn hạ nhân lén truyền tai nhau rằng ta là quỷ la sát ăn thịt khát máu tiêu vân khởi lấy lý do đột ngột phát bệnh cấp tính mà vội vàng chôn cất thẩm tĩnh đàn mấy hạ nhân từng thấy hiện trường thu ngô viện bị hắn dùng số tiền lớn chặn miệng trục xuất đến một thôn trang xa xôi trưởng công chúa đã vài lần phái người đến gọi ta muốn hỏi ra chân tướng sự việc đều bị hắn chặn lại tương tư nàng không cần lo lắng ta sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa sẽ không ai biết đâu ta nằm trên giường lười nâng mí mắt lên thẩm tĩnh đàn chết rồi thẩm ra sụp đổ rồi ta báo thủ xong rồi không cần diễn màn kịch thâm tình nữa từ nay về sau ta không cần phải nương nhờ tiêu vân khởi bán ra bán thịt để cáo mượn oai hùng nữa. Ta đan hai tay vào nhau, yên tĩnh chờ đợi cái chết từ từ đến. Ta đã từng vì hạ Tây Châu mà lựa chọn ở lại thế gian. Bây giờ chàng có đến Hoàng Tuyền, qua Vong Xuyên, ta cũng nguyện đi theo. Dùng cái cách mà ta từng sợ nhất. Ta không ăn cơm, cũng không uống nước. Có rất nhiều cách để chết, nhưng hầu hết đều thô tục. Nếu tử vì người mình thích mà trang điểm gặp lại ở chốn âm ti ta hy vọng mình vẫn xinh đẹp cuộc đời này ta chưa bao giờ lo lắng về nhan sắc bây giờ càng gần về chốn cũ càng bồi hồi lại lo mình không còn được đẹp như ngày xưa nữa ta đói đến váng đầu hoa mắt không cầm nổi gương đành phải hỏi nha hoàn xuân hỷ mới tới bây giờ ta có còn đẹp không đẹp ta chưa từng thấy nữ tử nào đẹp hơn phu nhân đừng gọi ta là phu nhân vậy phải gọi là gì ta tên tương tư phu quân ta họ hạ ngươi có thể gọi ta là tương tư hoặc là hạ phu nhân nhưng không phải công tử họ tiểu sao hắn họ tiêu liên quan gì đến ta bên tai đột nhiên vang lên tiếng rầm rất lớn cửa phòng bất ngờ bị đá văng một bóng người như gió mạnh quét đến bên mép giường ta bị một đôi bàn tay to bế lên khỏi giường chỉ dựa vào hơi thở cũng biết là ai ta phiền lòng tiêu vân khởi ngươi có thể để ta yên tĩnh trước khi chết được không tiêu vân khởi thở hồn hển nghiến răng nghiến lợi tương tư nàng muốn để mình đói chết sao ta che cái bụng đói cồn cào lại không kiêng nể mà bật cười khó nhìn ra tới vậy à nếu ta không muốn nàng chết thì sao ta nhắm mắt lại cười nhạo một tiếng ngươi là cái thá gì nàng cổ áo đột nhiên bị nắm lên tay tiêu vân khởi dơ giữa không trung sắc mặt thay đổi mấy lần ta muốn gồng cổ lên lại vì không có sức lực mà từ bỏ đầu ta vô lực ngửa ra sau ngữ điệu lười biếng Sao nào lại muốn đánh ta à muốn đánh thì nhanh lên cũng coi như giải thoát cho ta ngày sau ngươi đi đường dương quan của ngươi ta đi cầu nại hà của ta kiếp sau đừng gặp lại nhưng không biết thế nào cái tác của tiêu vân khởi không giáng xuống hắn đột nhiên kéo ta vào lòng vùi đầu vào một bên cổ ta ta dãy dụa vài lần chỉ cảm thấy như châu chấu đá xe đành để mặc hắn Tiêu Vân Khởi bắt ta ăn. Nếu đã là thiếp thất của ta thì sống chết đều phải do ta quyết định, ta không cho nàng chết, Diêm Vương cũng không bắt được nàng. Hắn đút cháo đến bên miệng ta, ta quay đầu đi. Hắn nắm mặt ta, bắt ta há miệng đút vào, ta lại móc họng nôn ra. Hắn ngậm một miếng cháo, cưỡng ép mớm vào miệng ta, lại bị ta cắn cho chảy máu đầm đìa. Tiêu Vân Khởi giận dữ, lệnh cho nha hoàn, vú già trói tay chân ta lại. Cứ cách nửa canh giờ đút nước một lần, hai canh giờ đút cháo một lần. Đút xong lại nhanh chóng bịt miệng lại, tránh cho ta nhổ ra. Chúng ta cứ như hai con thú bị vây khốn đỏ mắt, không ai chịu từ bỏ lập trường của mình. Tiêu Vân Khởi, có bản lĩnh thì cứ chói ta như vậy đi, nhưng ngươi phải biết rằng, người muốn tìm đến cái chết, không phải chỉ có mỗi một con đường chết đói, rồi sẽ có lúc ngươi cản không được. Gân xanh trên trán Tiêu Vân Khởi nổi lên, trong mắt là lửa giận ngút trời tên hạ Tây Châu kia tốt như vậy sao? Đáng để nàng chết vì hắn à? Tương tư, đừng làm chuyện ngu xuẩn nực cười này nữa, trước kia nàng thông minh hơn nhiều. Ta chế nhạo, tiêu vân khởi, bớt tự cho mình đúng đi, đừng tưởng rằng mình hiểu rõ ta. Tình cảm nam nữ, thật thật giả giả, chỉ là diễn cùng ngươi một vở diễn mà thôi, đừng nói với ta ngươi xem là thật đấy nhé. Thùy hương tạ chìm vào tĩnh lặng, nha hoàn bà vú mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh. Tiêu Vân khởi giận đến cùng cực, đá đổ chiếc bàn, cút ra ngoài hết cho ta. Nha hoàng cuối cùng ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Tiêu Vân khởi trừng mắt nhìn ta, ta không cam lòng yếu thế mà trừng lại. Đột nhiên, hắn lạnh lùng cười, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn. Tương tư, nàng nghĩ người giết hạ Tây Châu là ai? Là thẩm tĩnh đàn sao? Không, là ta. Ta chậm rãi chớp mắt, ý thức như đang hỗn loạn. Ta nỗ lực ghép những lời tiêu vân khởi nói lại với nhau, ngẫm nghĩ một lượt, khóe môi cứng đờ nhếch lên. Ngươi nói bậy, thẩm tĩnh đàn đã thừa nhận rồi. Ngươi chỉ đang muốn lừa ta sống mà thôi, ta không tin ngươi. Tiêu vân khởi cười lạnh, hất áo choàng lên ngồi xuống mép giường, từ trên cao nhìn xuống. Nàng nghĩ làm sao thẩm tĩnh đàn biết được tin hạ Tây Châu muốn thành thân với một kỹ nữ. Ta ngờ vực nhìn về phía hắn, Tiêu Vân khởi dơ tay sờ gương mặt ta, giọng điệu tà nhẫn. Sau đầu Hạ Tây Châu có một vết thương, là bị Thẩm Tĩnh Đàn đánh từ sau lưng. Khi hắn bị ném xuống sông, chỉ mới hôn mê, vẫn chưa chết, bị rơi vào nước đã tỉnh lại. Hắn dãy dụa trong nước, ta giả vờ đi ngang qua cứu hắn lên. Ta thật sự tò mò, rốt cuộc tên thư sinh nghèo này có điểm gì tốt mà dụ được nàng động lòng. Nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được điểm nào hơn người. Nhà chỉ có bốn bức tường, không công danh gì lại hành động rất ngây thơ, chẳng hề có chút tâm cơ. Ta bịa đại một câu, vậy mà hắn tin thật, còn không biết sống chết mà mời ta đi uống rượu mừng của hắn. Hắn nói thê tử sắp cưới của hắn sống nửa đời trôi giạt khổ sở rồi mà vẫn không thay đổi bản tính lương thiện, làm lụng cần mẫn, kính giả yêu trẻ, là một nữ tử tốt hiếm có. Ta nghe xong suýt thì bật cười, hắn nên nhìn thử dáng vẻ nàng tàn nhẫn độc ác, có thủ tất báo trước kia. Tên này phải mù quáng cỡ nào mới coi quỷ la sát không có tâm can của Xuân Phong Lâu là nữ Bồ Tát. Tiêu vân khởi ta ở trong lòng nàng lại thua cả kẻ ngu dốt này, đúng là vớ vẩn. Nụ cười trên mặt hắn thật sự rất chướng mắt, ta nhìn mà bực mình, thế là lại đẩy hắn xuống sông. Ta tiết lộ thân phận, cho hắn một cơ hội lựa chọn, chỉ cần hắn chịu đưa nàng về Xuân Phong Lâu, ta sẽ tạm tha cho hắn một mạng. Đáng tiếc hắn không biết điều, mỗi lần hắn trôi vào bờ, ta lại dùng cành cây đẩy hắn về lòng sông, sau bốn năm lần như vậy hắn không còn sức nữa. Để trừ hậu hoạn, ta tận mắt nhìn hắn chìm xuống, không trồi lên nữa. Ta và hắn không thủ không oán, nhưng ta đã thấy cái cách nàng nhìn hắn ở quán hoành thánh. Khi đó ta đã biết, nếu hắn còn sống, nàng sẽ không trở lại bên cạnh ta nữa. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Ta nức nở, bụng quặn lên như sông cuộn biển gầm, gục xuống mép giường nôn khan một trận. Tiêu Vân Khởi nhẹ nhàng vỗ lưng ta, cúi người nói bên tai ta, giọng điệu như mèo vờn chuột. Tương tư, Hạ Tây Châu là vì nàng mà mất mạng oan uổng. Người hại chết hắn chính là nàng. Nàng tội lỗi đầy mình như vậy, còn mặt mũi nào mà xuống gặp hắn đây? Tinh thần ta hoàn toàn sụp đổ. Không muốn sống, lại không dám chết. Trước kia ta chỉ biết sự chân thành rất hiếm gặp, không thể dễ dàng trao đi. Ta lại không biết rằng chân thành cũng sẽ hại chết người khác. Tiêu Vân Khởi nói không sai, ta mới là đầu sỏ hại chết hạ Tây Châu. Tiêu Vân Khởi không cần cho người chói ta nữa, ta như một con rối gỗ bị cướp mất linh hồn. Ăn cơm, uống nước, ngủ, đều phối hợp, ai đến cũng không chối từ. Mãi đến một lần nha hoàn quá bất cẩn, liên tục đút cơm cho ta hai lần, ta no đến mức nôn ra, rốt cuộc Tiêu Vân Khởi không nhịn được nữa, giận dữ hất đổ chén cơm. Nàng còn muốn sống dở chết dở tới khi nào nữa? Chẳng phải chỉ là một tên thư sinh nghèo hay sao, đáng để nàng làm vậy à? Nàng và hắn mới quen nhau được bao lâu mà đã tỏ ra thâm tình đến thế này. 15 tuổi nàng theo ta, quen biết 2 năm, liều mình dây dưa, ta nên là người trong lòng của nàng mới đúng. Ta mới là nam nhân duy nhất của nàng. Hắn đột nhiên túm ta lên giường, đè lên người ta, thô bạo cởi quần áo của ta. Ta như con thú nhỏ hấp hối, kịch liệt sãy ruộng. Tay sờ loạn lên giường, sờ đến một chiếc kẹp tóc vàng, bất chợt chộp lấy, đâm mạnh vào cổ hắn. Tiêu Vân khởi rít một tiếng, thình linh đẩy ta ra, giơ tay che cổ lại. Kẹp tóc vàng run rẩy xê ấm vào bên gáy hắn, máu ồ ạt chảy ra qua kẽ ngón tay. Hắn tức giận chừng mắt liếc ta một cái, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ta rúc vào góc giường, im lặng cuộn tròn người lại. Tiêu Vân khởi cắn răng rút kẹp tóc vàng ra, ném mạnh xuống đất. Châu Ngọc đính trên kẹp tóc bắn tung tóe, phát ra tiếng đinh đang. Hắn oán hận nhìn ta trong chốc lát, nổi giận đùng đùng rời đi. Ta cho rằng mình chết chắc rồi. Cũng không biết vì sao, Tiêu Vân Khởi không nói gì mà chỉ lặng lẽ tìm đại phu ngoài phủ chữa trị. Sau khi hoàn hồn khỏi nỗi khiếp sợ, ta bắt đầu hối hận vì sao ban nãy không dùng nhiều sức hơn một chút. Hoặc là vì sao thứ lúc trước đặt ở dưới gối không phải một thanh thủy thủ. Ta thầm vui mừng khôn xiết mà ấp ủ cho màn ám sát tiếp theo. Nhưng Tiêu Vân Khởi không đến Thùy Hương tạ nữa, chỉ sai người lấy hết đồ trang sức châm vòng sắc nhọn trong phòng ta đi. Ta tiếc nuối thở dài. Ngay khi ta cho rằng sự tình đã qua, tin tức vẫn được truyền tới tai trưởng công chúa. Nghe nói là tâm trạng tiêu vân khởi không tốt, đi uống rượu với người ta, kết quả dầm mưa trúng gió lạnh, dẫn đến vết thương nhiễm trùng lần nữa, sốt cao hôn mê, bấy giờ mới lộ tẩy. Trưởng công chúa giận tím mặt, lập tức dẫn người xông vào thùy hương tạ, sai người bịt miệng ta, vội vàng kéo ra ngoài đánh chết ngay tại chỗ. Từ khi thế tử bị thương, sức khỏe hoàn toàn suy kiệt, trưởng công chúa đã cực kỳ chú ý tới sức khỏe của Tiêu Vân Khởi. Ngay cả lúc hắn đến quân doanh rèn luyện cũng phải xin rất lâu mới được cho phép. Mà lần này hắn lại bị thương bởi một ả kỹ nữ thân phận thấp hèn như ta. Ta cũng không dãy ruộng, ngoan ngoãn để mặc ma ma áp giải ta vào viện. Trưởng công chúa cầm lấy cây roi dài đen nhánh từ tay ma ma, vặn cổ tay, vung một roi vang dội vào không trung. Lòng ta chẳng hề thấy sợ hãi, ngược lại không hiểu sao còn có cảm giác như chút được gánh nặng. Hai mẹ con này đúng là mẹ truyền con nối, đều thích dùng roi đánh người. Tâm trí ta không khỏi trôi xa, nhịn không được mà cười rộ lên. Nụ cười này như thêm dầu vào lửa, trưởng công chúa xanh cả mặt, roi dài trong tay như linh xà, nhằm thẳng vào mặt ta mà xông tới. Âm thanh giòn vang, nửa bên mặt ta tê dại, sau đó là nóng rát. Một cảm giác vui sướng vô lý trào dâng trong lòng ta hủy đi gương mặt này cũng tốt. Nếu không nhờ nó thì cũng không trêu chọc phải tên hỗn thế ma vương Tiêu Vân Khởi này. Không trêu chọc Tiêu Vân Khởi, Hạ Tây Châu cũng sẽ không phải chết. Ta muốn chọc giận trưởng công chúa, cô ý dướn cổ lên gào. Tạ trưởng công chúa ban roi, chỉ là ta da dày thịt béo, từ nhỏ bị đánh quen rồi, chút đau này chỉ như gãi ngứa mà thôi. Xin trưởng công chúa dùng sức một chút, để cho ta được mở mang tầm mắt về khí phách hoàng gia trưởng công chúa giận run cả người, bà ta quát, ả à tiện tỷ này. roi dài trong tay như mưa rền gió dữ, lao về phía ta như cơn cùng nộ che kín bầu trời. Ta nằm trên đất, vết thương chồng chất, phần lưng đã không phân được đâu máu đâu thịt. Trưởng công chúa bị ta khích bộc lộ hết tính tình, lê roi đến bên cạnh ta, tiện tỷ, ngươi biết sai chưa? Ta phun một ngụm máu trong miệng ra, cười ha hả nói. Dòng dõi hoàng tộc cũng chỉ đến thế mà thôi, đánh người cũng không đau bằng tú bà ở xuân phong lâu trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi nói vài câu được lắm cây roi mỏng trong tay quấn vào cổ ta một chân dẫm lên lưng ta hai tay dùng sức siết chặt nếu đã như vậy bổn cung sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn hoàng gia ta bị siết không thở nổi mặt may tím tái cổ họng phát ra tiếng gầm gừ phổi không thở được bị đè nén gần như muốn nổ tung ta bỗng nhiên thấy khổ sở Lúc hạ Tây Châu dãy ruộng trong nước cũng thống khổ như thế này sao? Ngay khi ý thức ta sắp rơi vào bóng tối, trói buộc trên cổ đột nhiên thả lỏng. Không khí liên tục ùa vào phổi, ta như một con cá bị ném lên bờ, theo bản năng há miệng trường hợp ở dốc. Tiêu vân khởi nắm chặt cổ tay trưởng công chúa, hất bà ta sang một bên. Ngực phập phòng kịch liệt chưa ổn định lại. Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, người mặc độc chiếc áo ngủ mỏng manh, trên cổ quấn băng gạc màu trắng, máu từ từ chảy ra một nha hoàn đứng ở cửa viện nhìn ngó xung quanh ta nhận ra đó là nha hoàn tiêu vân khởi sắp xếp cho ở thùy hương tạ tên là xuân hỷ trưởng công chúa vừa lo vừa tức bệnh của con còn chưa khỏe sao lại chạy ra ngoài thế này người bên cạnh con chết hết rồi phải không còn không mau mang công tử trở về tiêu vân khởi không giao động mẹ mẹ giận quá rồi đây là hậu trạch của con con sẽ tự xử lý mời mẹ về cho mai liễu trưởng công chúa dựng ngược nhìn ta với vẻ chán ghét, không được. Tiện tì này trước là làm con bị thương, sau là làm nhục ta, hôm nay ta không đánh chết nó là không được. Tiêu Vân Khởi quay đầu liếc nhìn ta một cái, bình tĩnh quỳ xuống. Mẹ, nếu hôm nay mẹ cứ khăng khăng phải đánh chết nàng, con ngăn không được. Chỉ là từ nay về sau, con sẽ không gần nữ sắc nữa, hậu duệ định viễn hầu phủ ta coi như đến đời con là hết. Trưởng công chúa chán nản, con mù quáng rồi phải không? Tiện tì này ngang ngược khó thuần, con dám lấy kẹp tóc vàng đâm con bị thương con bảo ta làm sao yên tâm để nó ở bên cạnh con nữ tử tuyệt sắc thế gian thiếu gì có rất nhiều người dịu dàng biết hầu hạ con ngày khác ta tự mình đi tìm cho con con tội gì mà cứ một hai không phải nàng là không được sức khỏe huynh trưởng con đã như vậy nếu con còn có gì sơ suất bảo ta và cha con phải làm sao đây tiêu vân khởi ngoảnh mặt làm ngơ sắc mặt không thay đổi lời muốn nói con đã nói rõ tương lai của định viễn hầu phủ nằm trong tay mẹ trưởng công chúa ôm ngực lảo đảo về sau vài bước con con đang uy hiếp ta phải không tiêu vân khởi hờ hững con không dám trưởng công chúa tức giận chừng mắt nhìn hắn một lúc lâu sau ra vẻ chịu thua ném roi dài trong tay đi thôi từ nhỏ con đã hành sự quái đản bây giờ ta không quản được con nữa mong là con biết nghĩ cho công sinh thành của cha mẹ tự giải quyết cho tốt ta không chịu bôi thuốc chữa vết thương trên mặt khuôn mặt rước họa như thế này Tốt nhất là nên hủy đi. Tiêu Vân khởi nắm cổ áo ta, kim nén lửa giận trong mắt. Tương tư, ta mua nàng từ Xuân Phong lâu, giấy bán thân của nàng giờ nằm trong tay ta. Tuy gương mặt này sinh ra trên người nàng, nhưng nó thuộc về ta. Nàng muốn hủy hoại đồ của ta, có được ta đồng ý chưa? Nhìn xem, không trách người khác xem thường kỹ nữ. Một tờ giấy bán thân mỏng manh, mấy tờ công văn thôi đã xem như mua đứt cả người cả mạng. Từ đây vui giận không do mình sống chết cũng chẳng thể tự quyết một món trưng bày hình người mà thôi không khác gì con chó con mèo thế nhưng chó mèo nghe lời cũng có lúc cáu kỉnh ta cười nhạo một tiếng cô nương ta không vui ngươi nhìn không quen thì có thể trói ta lại tiêu vân khởi nhíu mày rậm trừng mắt nhìn ta ta không cam lòng yếu thế mà trừng lại thế gian có rất nhiều chuyện so là so xem ai bỏ được nhiều hơn mà thôi nếu hắn nói gương mặt này là của hắn Vậy ta càng muốn hủy hoại. Có lẽ nhìn ta sự quyết liệt ngọc nát đá tan trong mắt ta, Tiêu Vân khởi buông cổ áo ta ra, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Ban đêm lại trở về, tay cầm theo chiếc khăn thêu đậu đỏ. Ta như bị lửa thiêu, đồng tử chợt co rút lại. Đó là chiếc khăn ta nhét vào lòng Hạ Tây Châu khi mai táng chàng. Trên người ta không còn gì nữa, đồ đáng giá nhất là chiếc khăn mẹ để lại cho ta trước khi bỏ đi này. Đồ đáng quý nhất bồi táng cùng người ta quý trọng nhất nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong tay Tiêu Vân Khởi. Ánh mắt Tiêu Vân Khởi hung ác, tương tư, nếu nàng dám hủy hoại gương mặt này, ta sẽ nghiền xương tên thư sinh nghèo đó thành cho, tan thành cho bụi. Ta chịu thua. Xem như món đồ chơi thì cứ xem đi, dù sao trước kia cũng đã làm nhiều năm rồi. Ta đã hại hạ Tây Châu, không thể hại chàng biến thành cô hồn dã quỷ nữa. Trước kia ta bất kính đất trời, không tin thần quỷ, nhưng sau khi chàng chết, ta bắt đầu tin. Quỷ thần chính là tia hy vọng cuối cùng mà con người có thể báo víu vào khi chìm trong nỗi tuyệt vọng. Dù cho mờ ảo hư vô, trung quy vẫn là có còn hơn không. Vết roi trên người ta quá nặng, trải khắp toàn thân, đại phu trong phủ trị không được, tiêu vân khởi bèn mời trương đại phu giỏi trị ngoại thương nhất ở hồi xuân đường đến. Lần đầu tiên trông thấy ta, trong mắt trương đại phu lóe lên chút kinh ngạc. Ông ấy có quan hệ rất tốt với hạ Tây Châu, quán hoành thánh kia cũng cách hồi xuân đường không xa lúc ta và Hạ Tây Châu chuẩn bị thành thân, còn từng trịnh trọng mời trường đại phu, mời ông ấy đến làm chứng cho hôn lễ của chúng ta. Tạo hóa trêu người Bây giờ gặp lại, tân nương lúc trước đã thành cơ thiếp trong phủ người khác, dựa vào giường rộng gối êm, cơ thể trồng chất vết roi quật. Không biết trong lòng ông ấy sẽ nghĩ ta thế nào. Ta không chịu nổi mà quay đầu đi. Trước kia ta chưa từng coi trọng ánh nhìn của người khác, bây giờ không biết tại sao lại lo được lo mất, không muốn làm người cũ thất vọng. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, ông ấy không nói gì, thuần thục mở hòm thuốc ra, bôi thuốc cho ta. Tay nghề ông ấy rất nhẹ, động tác lại nhanh, ta lại cảm thấy đôi mắt sau lưng còn đau hơn khi bị roi đánh, thời gian không biết sao lại như dài đằng đẵng. Cứ cách 5 ngày Trương đại phu lại tới một lần, thay thuốc cho ta. Nhờ sự chăm sóc của ông ấy, vết roi trên người ta nhanh chóng liền lại. Cuối cùng cho tới một lần, Trương đại phu ra tới cửa lại quay trở về. Ông ấy mở hòm thuốc ra, lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Bên trong có 12 viên sơn cha tròn vo. Ngày Tây Châu xảy ra chuyện đã đặt mua một hộp sơn cha ở cửa hàng ta, hắn nói cô rất hay bỏ ăn nên muốn tích trong nhà nhiều một chút. Ta nhận tiền đặt cọc, bảo hắn ngày mai tới lấy, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn cơ hội giao đồ nữa. Sau khi hắn xảy ra chuyện, ta đi qua hẻm tế liễu, vốn muốn đưa nó cho cô. Nhưng hàng xóm lại nói với ta rằng cô chưa từng túc trực bên linh sàng hắn ngày nào, chôn hắn qua loa rồi chạy trốn mất dạng. Chuyện giữa hai người, rốt cuộc bên trong thế nào, ta là người ngoài cuộc, không tiện phán xét. Chỉ là xưa nay hồi xuân đường lấy chữ tín làm trọng, đã hứa với người cũ thì nhất định phải làm. Nếu thứ này hắn đã định cho cô, vậy hôm nay ta giao nó cho cô, giao dịch này coi như xong. Tuổi ta đã già, hai ngày nữa là đóng cửa về quê rồi, có lẽ ngày sau núi cao đường xa, sẽ không có cơ hội gặp lại. Ông ấy không nói một lời gay gắt nào, nhưng ta lại cảm thấy mình như bị giáng một cái tát. Mãi đến khi bóng ông ấy biến mất trong ánh hoàng hôn, ta vẫn chưa thể hoàn hồn. Ta lấy một viên sơn cha cho vào miệng. Vị chua ngọt lan ra đầu lưỡi, là hương vị đã từng quen thuộc. Ta chậm rãi gập hai đầu gối, im lặng vùi mặt vào đầu gối. Lòng như có cơn lũ quét qua, phình lên dữ dội. Ban đêm tắm rửa, ta ngây ra nhìn sóng nước lóng lánh cơ thể ta từ từ trượt xuống, đầu chìm vào làn nước, mắt mũi miệng ta nhanh chóng bị nước bao phủ. Hồi ức rất lâu trước kia ùa về theo bọt nước ủng ục. Ta nhớ sai khi cha phát hiện mẹ bỏ chạy đã túm lấy cây chổi cạnh cửa đánh ta, vừa đánh vừa mắng ta là đồ vô dụng. Rõ ràng là ở nhà mà không giữ được mẹ lại. Ta nhớ đêm đó, gió rất lạnh, ta ôm chân mẹ ta đau khổ cầu xin. Cát sỏi thô giáp trên mặt đất xé toạc bộ quần áo vốn đã cũ kỹ của ta, cẳng chân và cổ chân ta cũng bị ma sát từ máu. Vận mạng vốn có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng cố mong cầu. Người phải đi, không giữ lại được. Cả đời này của ta, hình như không giữ lại được gì. Thời gian từ từ trôi qua, phổi ta đau như muốn nổ tung. Ta gần như ngược đãi bản thân mà vùi đầu xuống sâu hơn, tưởng tượng ra nỗi đau mà Hạ Tây Châu phải trải qua ngày ấy. Lúc ấy ta đang làm gì? Ta ở nhà, Âm thầm giận dỗi như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Giận Thầm Tĩnh Đàn rõ ràng làm chàng tổn thương, vậy mà chàng vẫn chân thành lo lắng cho nàng ta. Giận Thầm Tĩnh Đàn phái người đến gọi chàng, chàng lập tức đi giúp nàng ta chẳng hề nghĩ ngợi, ngay cả sinh nhật mình cũng không nhớ. Giận chàng luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Ta giấu mì trường thọ mà mình phải tốn nửa túi bột mì mới làm ra được, nghĩ lát nữa thế nào cũng phải làm khó chàng một chút mới cho chàng ăn xem lần sau chàng còn dám bỏ ta đi tìm nữ nhân khác không sau đó nguội rồi ta nghĩ thôi đi không làm khó dễ chàng nữa trở về ta sẽ hâm nóng cho chàng sau đó bở rồi ta nghĩ chỉ cần chàng mau trở lại ta sẽ tình nguyện tốn thêm nửa túi bột mì nấu cho chàng chén khác sau đó thiêu rồi ta nghĩ chỉ cần chàng có thể về bảo ta nấu mì mỗi ngày ta cũng cam tâm tình nguyện thế nhưng chàng sẽ không trở lại duyên phận giữa ta và chàng ngắn ngủi đến độ không đủ lâu để ta có thể cùng chàng đón một cái sinh nhật trọn vẹn ta cuộn tròn người lại thét chói tai dưới làn nước trong lúc ý thức mơ hồ da đầu bỗng dưng căng ra ta bất chợt bị kéo ra khỏi nước sắc mặt tiêu vân khởi âm trầm như có thể chảy ra nước hắn túm tóc ta bắt ta ngẩng mặt lên tức học máu nói tương tư nàng lại muốn chết sao ta vùng khỏi tay hắn bước ra khỏi bồn tắm cơ thể không một mảnh vải che từ từ quay lại trước mặt hắn. Ta chậm rãi tiến lại gần ngược hắn, giọng điệu tùy tiện phóng đãng tự hạ thấp bản thân. Thân thể này, ta dưỡng thế nào? Khách quan có hài lòng không? Đồng tử tiêu vân khởi đột nhiên co rút lại, hàm răng nghiến chặt kêu canh két. Ta không chút sợ hãi, khinh miệt cười. Sao nào, bây giờ mặt và cơ thể còn chưa đủ, ngay cả việc ta suy nghĩ gì cũng phải theo ý muốn của ngươi sao? Tiêu vân khởi, ngươi còn muốn gì nữa? Tiêu Vân Khởi hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh. Mặt hắn như núi tuyết sông băng, lửa giận nóng cháy kìm nén trong đôi mắt. Hắn dựng thẳng ngón trỏ lên, chậm rãi chỉ vào ngực trái của ta, trong mắt không có chút ham muốn nào. Tim của nàng. Tương tư, ta còn muốn tim của nàng. Tim ta. Ta cười. Trên đời này có nhiều chuyện không công bằng. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền hô hậu ủng, có người còn chưa trưởng thành đã phải học cách bôn ba kiếm sống. Nhưng trên đời vẫn còn nhiều chuyện công bằng. Tỷ như, bất kể thân phận có sang hèn đắt rẻ, trong ngực mỗi người cũng chỉ có một trái tim. Thân thể có thể mua bán, nhưng tim thì không được. Chân thành là thứ dùng để đổi. Dù ngươi có ra giá cao bao nhiêu cũng không mua được. Mà tim ta đã được người khác đổi đi rồi. Tiêu Vân Khởi bị tiếng cười khinh thường của ta chọc cho giận, không bước vào thủy hương tạ một thời gian. Ta mừng vì được thanh tĩnh. Có lẽ ông trời không thể nhìn ta vui vẻ, ban đêm nằm mơ, trong mơ có người chỉ vào mặt ta mắng to. Nói ta thân mang tội nghiệt, vì sao có thể đứng dưới ánh nắng. Đó là không lâu sau khi hạ Tây Châu tử hôn. Khi đó ngày nào ta cũng đều sung sướng, ngay cả lúc bận bịu ngoài quán hoành thánh cũng đều bất giác mỉm cười. Diêu Hoàng xuất hiện vào lúc đó. Nàng ta mặc áo vải thô, đầu quấn khăn trùng đầu màu lam, hai má hóp vào, gầy ốm đến đáng sợ. Nếu không phải nàng ta lên tiếng gọi ta thì ta đã nhận không ra rồi. Năm đó sau khi ta bước ra từ phòng chứa củi đã được tăng ma ma yêu ái, vượt qua diêu hoàng, trở thành đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng trong lâu. Giết gà dọa khỉ Diêu hoàng chính là con gà bị giết kia. Để ngăn cản những cô nương khác trong lâu muốn trục thân, tăng ma ma bán diêu hoàng cho một kỹ viện gái điếm hạ tiện nhất trong thành ta cho rằng nàng ta đã chết ở nơi đó từ lâu, không ngờ nàng ta vẫn còn sống. Chỉ là, trông có vẻ sống cũng không được như ý. Ta bưng cho nàng ta một chén hoành thánh, nàng ta lại đột nhiên nắm chặt tay ta. Tay áo trượt xuống, lộ ra da thịt thối giữa trên cánh tay. Đồng tử ta chợt co rút lại. Đó là, hoa liễu. Ác mộng của kỹ nữ. Một khi mắc phải, thần tiên khó cứu. Diêu Hoàng nhìn bốn phía xung quanh, nhìn nhóm khách quen cười nói với ta, trong mắt chất chứa sự oán hận sâu sắc. Đều là từ thanh lâu bước ra, vì sao những người này lại tươi cười chào đón ngươi, còn với ta lại phỉ nhổ khinh thường, nhìn một cái cũng thấy dơ bẩn. Tương tư, bọn họ có biết xuất thân của ngươi không? Đều là kỹ nữ, vì sao ngươi lại sống tốt hơn ta? Mọi người đều nên rơi xuống bùn mới phải. Nàng ta đánh đổ chén hoành thánh, chỉ vào ta gào lên. Nàng là kỹ nữ Xuân Phong Lâu, là kỹ nữ. Đồ các ngươi ăn là do kỹ nữ nấu đấy." Nàng ta vén áo lên, khoe ra cơ thể thối rữa, ánh mắt điên cuồng. "Thấy cả chưa, đây là kết cục của kỹ nữ. Một ngày nào đó nàng cũng sẽ giống ta, mắc loại bệnh tình dục này. Ăn đồ ăn do người như vậy làm, các ngươi không sợ chết sao?" Các thực khách đều biến sắc, liên tiếp hất đổ chén trên bàn. Có người sợ chết còn dùng tay móc họng, muốn nhổ những gì đã ăn ra. Có người nóng nảy ném chén xuống vừa sắn tay áo vừa hùng hổ đi về phía ta tiện nhân giả vờ hay lắm lần trước chỉ chơi đùa hai câu đã tát ta một cái ta còn tưởng là trinh tiết liệt nữ gì ai ngờ là phường mua vui bán ra bán thịt phi đúng là lòng người dơ bẩn chơi đánh thánh vật thân phận như vậy mà còn ra ngoài bán đồ ăn ta còn có người già trẻ nhỏ cần nuôi đấy lỡ như bị bệnh chẳng phải cả nhà sẽ chết đói sao đôi mắt diêu hoàng sáng rực gương mặt ửng đỏ bất thường ngươi nhìn xem một ngày là kỹ nữ, cả đời là kỹ nữ, đừng ai hỏng trốn. Người như chúng ta sẽ không có ai đối xử thật lòng đâu. Hai chữ kỹ nữ như dấu vết đóng chặt lên người. Một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa cánh môi hồng vạn người hôn. Dựa vào thanh lâu bán rẻ tiếng cười, cho người tìm vui. Từ thể xác đến linh hồn đều là món đồ ít giá rõ ràng. Dù người ta mua không nổi, cũng có thể đi theo dẫm một chân, phun một bãi nước bọt. Phi thứ hạ tiện nằm dưới thân nam nhân chiều ý mua vui. Không ai xem ngươi là người cả. Đây là kết cục khi bước lên con đường trăng hoa. Còn vì sao lại làm kỹ nữ, có ai quan tâm đâu. Dù sao cũng là tự cam lòng hạ mình thôi. Sống lưng thẳng tắp của ta khụy xuống. Con người không thể an nhàn quá lâu. Lâu ngày nên quên mất bản tính con người xấu xa ghê tởm đến mức nào. Ta ném rẻ lau trong tay đi, khéo léo nở nụ cười bất cần nhiều năm kinh nghiệm tại Xuân Phong lâu nói cho ta biết. Cái gọi là tôn nghiêm, chính là thứ chỉ cần ngươi đạp nó xuống đất trước thì người khác sẽ không thể làm tổn thương ngươi. Bởi vì ngươi đã thấp hèn như hạt bụi, bản thân đã hóa thành hạt bụi rồi. Không ai có thể dẫm đạp hạt bụi xuống thấp hơn nữa. Ta ngẩng đầu lên, đã chuẩn bị ứng đối như mưa rền gió giữ xong xuôi. Đó là chiến trường mà ta quen thuộc, từ trước đến nay mọi việc đều thành công. Nhưng một bóng người lại đột nhiên chắn trước mặt ta là Hạ Tây Châu đi mua hồ lô đường cho ta trở về. Chàng nắm lấy cổ tay ta, xoay người nhìn Diêu Hoàng, giọng nói ôn hòa. Cô nương này, ta nghĩ cô nhận lầm người rồi, tương tư là nương tử chưa qua cửa của ta. Diêu Hoàng ngơ ngẩn nhìn chàng, đột nhiên nổi giận, duỗi tay ra trước mặt chàng. Ngươi mù sao? Nàng là kỹ nữ, là kỹ nữ giống ta. Bây giờ trông nàng xinh đẹp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giống ta. Cứ dây dưa với nàng, sớm muốn gì cũng có ngày hại chết ngươi. Hạ Tây Châu buông cổ tay ta ra, tim ta chậm rãi trùng xuồng. Nhưng nụ cười bên khóe miệng Diêu Hoàng còn chưa kịp nở đã cứng lại. Hạ Tây Châu cúi đầu, tháo túi tiền bên hông xuống, cũng không hề kiêng rẻ vết loét khắp người nàng ta, tự tay đặt nó vào lòng bàn tay nàng ta. Trong giọng nói chàng có chút khổ sở, cô nương, trên người ta không có nhiều tiền lắm, chừng nay tiền cô cứ cầm dùng đi. Trương đại phu của hồi xuân đường thần y diệu thủ, cô đi tìm ông ấy xem thử, có lẽ có cơ hội chuyển mình. Nếu không đủ tiền thì lại về tìm chúng ta, ta và tương tư sẽ giúp cô. Cô không cần xa ngã, tự trà đạp mình. Thứ sai là thói đời ăn tươi nuốt sống người này, không phải cô. Đôi mắt diêu hoàng đột nhiên bao phủ một tầng hơi nước. Nàng ta nhìn ta, lại nhìn hạ Tây Châu, gượng cười cân đo túi tiền trong tay. Xì, thật nhàm chán. Vốn dĩ ta thấy cô nương này xinh đẹp, nổi lòng ghen tị, muốn hát cho nàng chậu nước bẩn chơi chơi, ai ngờ ngươi lại không mắc lừa, đúng là không thú vị. Các thực khách đồng loạt quát mắng, vì, đúng là ký nữ không biết xấu hổ, đúng là hạ tiện, vậy mà lại ngậm máu phun người, bôi nhọ gái nhà lành, hại chúng ta suýt thì hiểu lầm tương tư cô nương. Biết ngay mà, ngày thường tương tư cô nương tốt như vậy, sao mà là kỹ nữ giống nàng ta được? Mũi dao nhắm vào diêu hoàng, ngậm miệng không hề đề cập tới việc vừa rồi mắng chửi ta. Diêu Hoàng nhìn ta với ánh mắt phức tạp. Cái liếc mắt này mang theo nét buồn bã, như một bông hoa sắp tàn nhưng vẫn cố gắng phô ra nét đẹp của mình. Nàng ta nắm chặt túi tiền của Hạ Tây Châu, cố gắng đứng thẳng lưng trong tiếng mắng chửi, xoay người rời đi. Trên đường dọn quán về nhà, Hạ Tây Châu không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Ta ngồi ở đầu xe, bánh xe dưới thân lăn lộc cộc, suy nghĩ cũng bay bổng theo cổ tay vừa rồi bị chàng nắm lấy đột nhiên có cảm giác tồn tại mạnh mẽ đặt lên đùi thì không được tự nhiên rũ bên hông cũng không hề dễ chịu ta đành phải dơ giữa không trung im lặng ngây ngốc nhìn chằm chằm nó sự im lặng này kéo dài đến buổi tối khi ngồi vào bàn nhỏ ăn cơm hạ tây châu đột nhiên mở miệng không biết có phải do ngồi bên nhà bếp hay không mà nửa bên lỗ tai đỏ bừng chàng quay đầu đi mắt nhìn a hoàng đang ngủ say nhưng lại nói với ta Xin lỗi, hôm nay chuyện xảy ra đường đột, ta chưa được sự đồng ý của ngươi đã nói ngươi là nương tử chưa qua cửa của ta trước mặt mọi người. Vừa rồi thím sầm đến hỏi ta, ta mới biết tin tức đã truyền tới hẻm nhỏ rồi. Danh tiết của con gái quan trọng, ngươi, nếu ngươi nghe được mấy lời linh tinh thì không cần lo lắng, chờ vài ngày nữa ta sẽ nghĩ cách làm sáng tỏ, trả lại trong sạch cho ngươi. Có lẽ là nhà bếp quá nóng, khiến mặt ta cũng hơi nóng lên. Nếu như ta đồng ý thì sao? lời nói quanh quẩn bên đầu lưỡi mấy vòng mới dám thốt ra khỏi miệng lúc trước được chàng nhặt về nằm trên lưng chàng có thể dễ dàng nói ra mấy lời trêu chọc có cần ta lấy thân báo đáp không bây giờ cổ họng lại như kẹt một đống bông khàn khàn câm lặng có thế nào cũng không phát ra tiếng được bếp củi cháy vang lên tiếng tí tách vậy mà lại trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới nhỏ bé này ta hơi bực mình đúng là càng sống càng thụt lùi Thấy chàng muốn đứng dậy trở về phòng, ta nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm. Hạ Tây Châu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy, chàng nói muốn cưới ta thì không thể đổi ý. Nếu chàng đổi ý, à, ta sẽ ra ngoài nói chàng bội tình bạc nghĩa, ta sẽ không đổi ý. Ta bị ngắt lời, không khỏi sừng sốt. Chàng nhìn ta, nét mặt thẹn thùng, giọng nói vẫn ôn hòa kiên định, khiến người ân tâm. Ta không đổi ý, tương tư, nàng cũng đừng đổi ý. Ngày tháng dần trôi, thời gian trôi đi với ta không còn ý nghĩa gì nữa. Người hầu hạ bên người thay hết người này đến người khác, ta không thèm để tâm. Xuân hoa, thu trăng, đông tuyết, hạ mưa, lòng ta không gợn sóng. Sáng tối trong trời đất ở trong mắt ta cũng chỉ là ngày dạng đêm trăng, bốn mùa thay đổi. Mục đích tồn tại duy nhất của ta là để bảo vệ thây cốt của hạ Tây Châu. Ta đã hại chết chàng, không thể hại chàng không còn thi cốt, trở thành cô hồn lang thang giữa đất trời không biết là bắt đầu từ hôm nào định viễn hầu phủ bắt đầu răng đèn kết hoa nghe bọn hạ nhân nói tiêu vân khởi sắp đón dâu người cưới lần này là nhị tiểu thư tứ phòng của thôi gia hôn sự định vào ngày 7 tháng 9. ta không thèm để ý mà lấy mồi câu cho cá ăn lòng nghĩ thời gian trôi nhanh thật mới chớp mắt mà con cá nhỏ bằng ngón tay đã lớn dài bằng thước ngọc chặn giấy trên bàn ban đêm tiêu vân khởi lâu chưa xuất hiện lại bước vào thủy hương tạ hắn chỉ nói hai câu. Nàng muốn thay cốt của Hạ Tây Châu sao? Gả cho ta, ta sẽ trả nó cho nàng. Tiêu Vân Khởi là một tay thợ săn lão luyện, biết được làm sao để một kích trí mạng. Hạ Tây Châu giống như mũi tên hữu dụng, bất kể là bê án ra từ tay ai, bất kể là từ góc độ nào, đều sẽ trúng vào tử huyệt của ta. Ở trước mặt hắn, tất cả điểm mấu chốt đều không còn là điểm mấu chốt. Lúc đưa ta vào thôi phủ, Tiêu Vân Khởi ghé vào tay ta, Tương tư, nếu vì họ hạ không chê thân phận nàng, hứa hẹn cưới hỏi nàng đàng hoàng mà nàng đem lòng ái mộ hắn, vậy thì hãy nhìn cho kỹ, ta cũng làm được. Nhị phu nhân của định viễn hầu phủ ta, dù thế nào cũng đáng giá hơn nương tử của tên bần cùng nhà tranh vách đất đó. Lời nói cưới nàng làm vợ khi ta say rượu kia, bây giờ ta sẽ thực hiện. Tương tư, quên hắn đi, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau. Ta cục mi xuống, che đi vẻ khinh thường trong mắt chi phủ tiền triều quản không được huyện lệnh đương thời. Lời hứa quá kỳ, dù có thực hiện, cũng mất đi hiệu lực. Thôi ra bán trà lập nghiệp là thương nhân nổi tiếng Kim Lăng. Vùng Giang Nam, thương gia buôn trà giàu có không ít, tuy gia nghiệp thôi ra không nhỏ, nhưng cũng không tính là kiệt xuất. Có điều, khoảng thời gian trước, thôi ra bất ngờ đánh bại một nhóm buôn trà, giành được mối cung cấp trà cho triều đình, trở thành thương nhân hoàng thành. Cùng lúc đó, tứ phòng thôi ra ngấm ngầm có thêm một vị nhị tiểu thư tĩnh dưỡng tại nhà ngoại ở đất thục trở về. Theo gia phả thôi ra ghi lại, tên là lệnh nghi. Cứ như vậy, ta từ kỹ nữ tương tư biến thành đích tiểu thư tứ phòng thôi ra, thôi lệnh nghi. Ít ngày nữa sẽ đội mũ phượng đeo khăn quàng vai gả vào định viễn hầu phủ, trở thành tục huyền của tiêu vân khởi. Trên dưới thôi ra xem ta như khách quý không thể đắc tội, dành cả một tiểu viện riêng cho ta ở. Còn đặc biệt chọn mua mấy nha hoàn, tùy ta sai xử trong đó có một người tên Vân Đậu, tay chân rất nhanh nhẹn, lại còn thông minh, được ta giữ lại bên cạnh. Có một ngày ta quên mang khăn, Vân Đậu vội vàng lấy một chiếc khăn mới tinh trong ngực ra đưa cho ta. Ta liếc mắt một cái, không khỏi ngẩn ra. Trên góc khăn thêu ba hạt đậu đỏ. Trước nay trên khăn toàn thêu hoa lan cành trúc, không thì uyên ương liền cánh. Ít có ai thêu đậu đỏ. Vật hiếm thường là quý, còn đậu đỏ lại rất rẻ mười mấy văn tiền là có thể mua một túi ngay cả nhà nghèo khổ cũng có thể ăn được mấy chén quả thực chẳng dám khoe ra nhưng mẹ thích theo nó khi còn nhỏ mỗi một chiếc khăn mỗi một bộ đồ của ta đều có ba hạt đậu đỏ mẹ nói một hạt là ta một hạt là cha một hạt là bà ấy đậu đỏ gửi tương tư ngụ ý vừa hay vừa có thể no bụng là vật tốt hiếm thấy ta nhìn chằm chằm chiếc khăn đột nhiên ngước mắt cười Vân Đậu, trước kia ngươi nói, trong nhà ngươi có mấy người. Vân Đậu là tự bán mình vào phủ. Tiền bán thân nàng ấy không giữ lại một đồng, đưa hết về nhà. Nàng ấy nói khi còn nhỏ bị bệnh nặng, bị cha mẹ ruột vứt ở ven đường chờ chết. Chó hoang cứ vây quanh nàng ấy, nàng ấy cho rằng mình chết chắc rồi. Ai ngờ trời cao rủ lòng thương, có một đôi phu thê tình cờ đi ngang qua, cứu nàng ấy về, còn dùng tiền tiết kiệm chữa bệnh cho nàng ấy. Nàng ấy sau khi khỏi bệnh thì đã đổi tên. Vì sao lại gọi là Vân Đậu? Nàng ấy cười, trước kia mẹ ta có một cô con gái tên Hồng Đậu, về sau không biết vì sao mà tách ra, mẹ rất nhớ nàng, ban đêm thường hay tỉnh lại khóc. Từ nhỏ đến lớn, trên khăn và quần áo làm cho ta đều theo đậu đỏ. Mẹ cho ta một sinh mạng, ta rất muốn làm chút gì đó cho bà ấy. Ta tự biết không thể thay thế được Hồng Đậu kia, nên ta lấy một cái tên tương tự, có thể giải một nửa ưu tư của bà ấy cũng tốt lục đậu thì khó nghe quá, nên gọi là vân đậu. Ta vuốt ve chiếc khăn, im lặng một lúc lâu. Nếu bà ấy đối xử với ngươi tốt, vậy sao ngươi lại bán mình vào phủ? Vân đậu cười khổ, hồi đầu xuân cha đổ bệnh nặng, không đi làm được. Ngày nào cũng nướng tiếng cho tiệm thuốc, tiền tích góp trong nhà chẳng mấy mà cạn, tiền thuốc toàn cho một thân mẹ ta càng đáng. Ban ngày mẹ ta giặt quần áo cho người ta, ban đêm trong đèn theo hoa, hai mắt sắp hỏng đến nơi rồi. Ta chưa từng đọc sách, nhưng cũng biết đạo lý tri ân báo đáp cha mẹ nuôi ta lớn như vậy đối với với ta như con gái ruột bây giờ trong nhà có việc khó ta không thể không làm gì được nghĩ tới nghĩ lui bán thân là có nhiều tiền nhất vừa hay thôi phủ chọn mua nha hoàn nên ta tới cũng do ta may mắn gặp được chủ tử tốt bụng như cô nương ta trầm ngâm cha ngươi đối xử với bà ấy tốt không bà ấy cô nương nói mẹ ta sao trên mặt vân đậu đầy niềm vui Tốt chứ? Trước khi cha ta đổ bệnh đối xử với mẹ ta rất tốt, trong nhà có việc gì cũng tranh làm. Lúc mẹ nhớ hồng đậu mà đau lòng, cha ở một bên nghĩ cách chọc cho bà ấy vui, sau khi tan làm thì tiện đường mua đồ ăn mà mẹ thích. Mẹ hay trách cứ cha tiêu tiền linh tinh, cha lại nói ông ấy kiếm tiền chính là để mẹ được sống những ngày tháng tốt đẹp. Không sợ cô nương chê cười, ta hay nghĩ, sau này ta có tìm lang quân, không cần có nhiều tiền, cũng không cần quá đẹp, chỉ cần thật lòng đối đãi với ta là được. Chỉ cần săn sóc bằng một nửa cha ta đối với mẹ thôi, chỉ vậy với ta là đủ. Nhưng mà người như tiên tử giống cô nương, tất nhiên không giống chúng ta, muốn tìm phải tìm người hoàn hảo về mọi mặt. Nghe nói cô nương sắp gả cho công tử Định Viễn Hầu Anh Tuấn Tiêu Sái, tuổi trẻ tài cao, là nhân vật hàng đầu trong thành Kim Lăng chúng ta. Cũng phải là người như vậy mới không uổng dung mạo của cô nương. Ta ồ một tiếng, gấp chiếc khăn ba lần, cẩn thận cất đi. Ta lấy được khế ước bán thân của Vân Đậu từ tay Thái Thái tứ phòng của thôi gia, đưa nàng ấy ra khỏi phủ. Lúc xuống xe ngựa, ta đưa cho nàng ấy thêm một túi hạt dưa vàng. Vân Đậu quỳ thụp xuống đất, lạy ta ba cái. Đại ân đại đức của cô nương, Vân Đậu nhớ mãi trong lòng, ngày sau sẽ lập một bài vị trường sinh trong nhà cho cô nương, khẩn xin trời cao phù hộ cô nương phúc thọ song toàn. Ta cười nhạt, bài vị trường sinh thì không cần, trường thọ với ta chưa chắc đã là chuyện tốt nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, vậy hãy thay ta vào chùa thắp một ngọn đèn trường minh đi. Cô nương muốn tế bái ai sao? Một người cũ, bây giờ ta không tiện đi chùa, nếu ngươi có tâm thì thay ta đi một chuyến, tên của chàng, ta để trong túi kia. Cô nương yến tâm, ngày mai ta sẽ đi ngay. Cách đó không xa truyền đến tiếng chó sủa, ta ngước mắt nhìn lên, lặng yên không một tiếng động mà lùi về xe ngựa. Mau về đi thôi, mẹ ngươi tới đón ngươi rồi. Vân Đậu A à một tiếng, đứng dậy khỏi mặt đất, chạy về phía người kia. Ta hé mở mảnh xe ngựa. Mẹ giang hai cánh tay, ôm Vân Đậu vừa vỗ vừa đánh, vừa khóc vừa cười. Bà ấy già dặn hơn rất nhiều. Bên Mai đã điểm tóc bạc, khóe mắt cũng có dấu vết của năm tháng. Nhưng năm tháng cũng không thể mang đi một vài thứ. Tỉ như khi cười rộ lên, đôi mắt bà ấy vẫn sẽ cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm. Lại tỷ như bà ấy vẫn thích mặc quần hoa màu lam có lẽ vân đậu đã nói gì đó với bà ấy bà ấy nhìn lại đây hình như muốn đi đến đích thân nói lời cảm ơn ta yên lặng buông mảnh xe đi thôi về phủ khi còn nhỏ không hiểu một lòng oán hận bà ấy bỏ rơi ta trưởng thành rồi dần hiểu ra một tiếng xưng hô mẹ này đã trói buộc hai người với nhau trước khi bà ấy là mẹ ta bà ấy phải là chính mình đã không ai phải hy sinh tất cả vì ai mặc dù là mẹ cũng có quyền chọn bảo vệ quyền lợi của mình trong đầm lầy có hai người không ai có thể cứu được người kia nếu cứ lôi kéo không chịu buông tay thì chỉ có nước táng thân trong vũng lầy chi bằng thoát được người nào hay người nấy huống chi tương lai bất định như vậy không ai biết điều gì đang chờ ở phía trước có lẽ là một tia hy vọng cũng có lẽ là lối chết hoàn toàn bà ấy nguyện chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình chứ không dám áp đặt lên tính mạng của ta ta vuốt ve chiếc khăn trong tay. Ba hạt đậu đỏ được chế tác tỉ mỉ, đặc biệt chọn loại tơ đỏ tốt nhất để giống với màu nguyên bản của đậu đỏ nhất. Sợi tơ này hẳn là món xa xỉ đối với một gia đình nghèo khổ. Nhưng bà ấy vẫn mua bất chấp giá cả, nam nhân bà ấy chọn cũng dung túng cho bà ấy. Bất kể là xuất phát từ ái náy hay tưởng niệm, hoặc là cả hai. Với ta mà nói, như vậy là đủ rồi. Ta từng để trái tim rơi vào địa ngục vô gián thấy xung quanh đều là ác quỷ tu la. Ăn thịt khát máu, đầy dẫy mưu mô, không chút do dự. Ai ngờ trong đêm gió tuyết, một thoáng kinh hồng, chợt gặp được Phật đà trốn nhân gian. Từ đây sinh ra máu thịt, nảy nở tâm can. Học được cách cảm nhận nỗi đau, cũng hiểu được cách tha thứ. Bánh xe lăn về phía trước, ta sốc mảnh lên. Thôn trang phía trước chỉ còn hai bóng người nho nhỏ, không thấy rõ mặt. Ta phất tay, nói lời tạm biệt đầu tiên, cũng là lần cuối cùng với bà ấy. Từ đây đường xa cách biệt, tự mình bảo trọng. Không cần nhớ mong nữa. Ngày 7 tháng 9 là thời điểm tốt nhất để gà cưới. Nhị công tử định viễn hầu phủ rước tiểu thư thôi ra. Người ngựa nối hàng, thập lý hồng trang, khiến nửa thành vây xem. Lúc bái đường, tiêu vân khởi ghé tai ta cười khẽ. Tương tư, nàng có hài lòng với cảnh tượng hôm nay không? Đừng nói là kỹ nữ, dù có là quý nữ cao môn cũng chỉ phô trương đến thế này thôi. Vì nàng ta phải hao tâm tổn sức rất nhiều, sau này không cho nàng nhớ đến người khác nữa. Dưới tấm khăn voan đỏ tươi, ta im lặng cục mắt, cua cua dây hồng trong tay, xem như đáp lại. Ta được hỉ nương đưa vào tân phòng. Thu ngô viện vì thẩm tĩnh đàn chết, bị hầu phu nhân coi là điểm xấu nên đã phong bế. Cúc tuyết các cách đó không xa được xem là chính viện. Gió đêm thổi qua, rừng trúc xào xạc tân phòng to như vậy, lại chìm trong yên tĩnh. Trên bàn là nến hỉ long phượng đang cháy, bánh cưới ngũ sắc được bày trên đĩa mạ vàng. Còn có một bình rượu hợp cẩn và một cặp chén ngọc nhỏ. Tiêu Vân Khởi dùng gậy hỉ vén khăn trùng đầu lên, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, vài phần hoài niệm. Tương tư, năm đó gặp mặt lần đầu ở Xuân Phong Lâu, ta đã nhận định nàng là người của ta. Cô nương cả lâu đều cầu xin ta rủ lòng để được lọt vào mắt xanh, chỉ có nàng là cao cao tại thượng không hề để ý. Ta có nói với nàng chưa, trong mắt nàng có vẻ hoang dã, kiêu ngạo khó thuần, làm người ta nhớ tới chim ưng mặc bắc. Mà ta vừa hay thích thuần phục. Thật ra ngày đó sau khi đánh nàng ta đã hối hận, trời chưa sáng ta đã thúc ngựa chạy về Xuân Phong lâu, nhưng không thấy nàng đâu nữa. Mấy ngày trời giá rét, ta không ngủ không nghỉ, phóng ngựa chạy khắp thành Kim Lăng, lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Lúc ấy ta mới ý thức được tầm quan trọng của nàng trong lòng ta. Ta từng cho rằng nàng đã chết nản lòng thoái chí, cả ngày lấy rượu làm bạn. Cứ chán nản sống qua ngày, cho đến khi có người nói với ta là thấy một người giống nàng ở một quán hoành thánh phía Nam Thành. Tuy rằng ta chắc chắn người nọ tuyệt đối không thể là nàng, nhưng vẫn nhịn không được mà chuẩn bị ngựa đến phía Nam Thành. Ở nơi đó, ta thấy nàng khác hoàn toàn với nàng của trước kia. Nàng đang cười một cách chân thành với những người mà trước kia nàng chẳng thèm nhìn lấy một cái, giống như một cô nương bình thường chưa từng trải. Tương tư, sự hoang dã trong mắt nàng đã mất hết. Chú chim ưng bé nhỏ của ta không còn nữa. Hết thảy điều ấy đều là vì tên nam nhân bên cạnh nàng kia. Sóng mắt ta run rẩy. Chính là ở nơi đó, Tiêu Vân khởi nổi lên sát ý với Hạ Tây Châu. Ta muốn trực tiếp mang nàng đi, nhưng ta hiểu nàng, không ngừng nhớ về nàng, dù ta có mang nàng về thì cũng chỉ là cái thể xác không thú vị. Tương tư, ta muốn nàng. Một nàng hoàn chỉnh, chứ không phải một cái túi da đẹp mắt. Nhiều năm như vậy, nàng cho rằng bên cạnh ta chưa từng có nữ nhân nào đẹp hơn nàng sao. Tương tư, lòng thành của ta đối với nàng, nàng có hiểu không? Môi hắn dán lên làn da sau tai ta, hôn thật khẽ. Hơi thở phun lên cổ ta, khiến ta dùng mình. Ta đột nhiên giơ chủy thủ trong tay áo lên, một tia sáng sắc lạnh nhắm thẳng vào cổ hắn. Trước kia từng nghe người ta nói trên cổ có mấy chỗ yếu huyệt, một khi đâm chúng, tuyệt đối không thể cứu được nhưng dẫu sau tiêu vân khởi cũng là người học võ dù là lúc đề ổng tình thì vẫn nhanh nhạy trước cảm giác nguy hiểm vào thời khắc mấu chốt đầu hắn nghiêng sang một bên chỉ thủ đâm vào hư không tiêu vân khởi nhíu mày trong mắt hiện lên sự tức giận hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay ta chỉ cần vặn nhẹ con dao găm trong tay ta đã kêu lên một tiếng rơi xuống đất mặt ta tái nhợt vì đau đớn cơ thể run nhẹ nhẹ tiêu vân khởi tóm lấy ta kim nén lửa giận trong mắt Ta hứa với nàng vị trí chính thê, hứa cho nàng thân phận mới, hứa cho nàng quyền lực tài phú không thể tưởng nổi, rốt cuộc nàng còn không hài lòng cái gì nữa. Vậy mà lại vì tên thư sinh kia, gan bướng hồ đồ, một lòng muốn giết ta. Tương tư, ngươi còn có trái tim không? Tôi nhổ vào hắn. Thấy hắn càng tức giận hơn, ta nhịn không được mà cười khanh khách. Bớt làm ra vẻ đáng thương si tâm bị phụ đó đi, chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi ngươi cho rằng công tử hầu môn sẵn lòng hạ mình cưới một kỹ như như ta thì ta nên mang ơn đội nghĩa từ đây cúi đầu nghe theo sao Vì, tiêu vân khởi ngươi nguyện cưới nhưng ta còn chưa muốn gả đâu ta nói cho ngươi biết chỉ cần ta còn sống một ngày thì đều sẽ tìm mọi cách giết ngươi tiêu vân khởi nghiến răng ken két nắm tay ta ngày càng chặt hơn gần như bóp nát cổ tay ta được 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 có khí phách nếu nàng đã nói như vậy vậy tương tư kia cũng không cần sống nữa hắn đột nhiên nắm lấy cầm ta, cưỡng ép đổ rượu hợp cần trên bàn vào miệng ta. Rượu trong suốt chảy xuống khóe miệng không khép lại được của ta, ta chưa kịp nuốt, bị sặc chảy cả nước mắt. Tiêu vân khởi vẫn không dao động. Mặt hắn như kết một lớp xương giá, rót cả bình rượu vào miệng ta. Ngày mùng 8 tháng chạp này, định viễn hầu phủ dựng kiều phát cháo ở cửa như thường lệ hàng năm. Bởi vì sang năm phu quân ta sẽ phải đi đóng giữ ở mạc Bắc, năm nay buổi phát cháo năm nay hầu phủ tổ chức cực kỳ long trọng người kéo tới cũng nhiều vô cùng ta và thế tử phu nhân bận tối mày tối mặt người tới nhận cháo đều là người nghèo khổ nam nữ già trẻ đều có thường là dẫn theo cả gia đình người bị cái nghèo khó khổ cực tra tấn nhiều năm trên người đều bất giác có vẻ đờ đẫn cho dù là trai tráng chính trực thì dáng người cũng có vẻ câu lũ do áp lực cuộc sống bởi vậy khi một nữ nhân độc thân sống lưng thẳng tắp đột nhiên đứng trước mặt ta Ta không khỏi ngẩn người. Nữ nhân kia đeo khăn che mặt màu đen, nét mặt thanh tú đến không ngờ. Nàng ta nhìn thẳng vào ta, "Sao ngươi lại ở đây? Thư sinh kia đâu?" Ta nhíu mày lại, "Ngươi là?" Nàng ta hừ một tiếng, im lặng tháo khăn che mặt xuống, cười như không cười. "Tương tư, ngươi không nhận ra ta sao?" Ta kinh ngạc lùi lại vài bước, theo bản năng lấy tay che miệng, có vậy mới không thốt ra tiếng sợ hãi. Trên mặt nữ nhân này đầy những vết lở loét, đáng sợ hơn chính là. Khuôn mặt nàng ta hõm xuống, nơi vốn nên là cái mũi chỉ còn lại một cái lỗ đen đáng sợ. Tên một căn bệnh đột nhiên nảy ra trong lòng ta. Hoa Liễu. Nàng ta cười nhạo, đeo khăn che mặt lên. Ta ôm lấy lồng ngực đang nhảy lên như sấm của mình, vô thức hạ giọng. Ngươi, ngươi gọi ta là gì? Tương tư? Sao lại là một cái tên mới? Rốt cuộc ta là ai? đâu mới là tên thật của ta. Nữ nhân đeo khăn che mặt đen giật mình, nhớn màu, đánh giá sắc mặt ta một phen, lại híp mắt nhìn biển hiệu định viễn hầu phủ, đột nhiên lộ ra ánh mắt kỳ quái. Như là thương hại, lại như vui sướng. Nàng ta nhìn ta với ánh mắt thâm thúy, để lại một câu. Ta tưởng là ngươi may mắn hơn ta, bây giờ xem ra ngươi cũng chẳng may hơn ta được. Nàng ta xoay người rời đi, không cả lấy cháo. Ta theo bản năng đuổi theo vài bước, Ngươi khoan đã, nói rõ ràng đi. Nữ nhân kia lại như một làn khói, hòa vào đám đông ồn ào. Cổ tay ta căng ra, quay đầu lại nhìn, là phu quân của ta. Hắn quan tâm nhìn ta, "Nương tử, nàng sao vậy?" Ta há miệng muốn nói chuyện của nữ nhân đeo khăn che mặt kia, nhưng đột nhiên nghĩ đến sầm lão nhị mất tích không rõ nguyên do, lòng không khỏi giật thót. Lời ra đến miệng lại bị ta nuốt vào, ta miễn cưỡng cười. "Không có việc gì." vừa rồi cháo của người nọ hơi ít ta vốn định gọi hắn lại ban đêm rửa mặt xong phu quân xoa eo ta từ phía sau cử chỉ im lặng cầu hoan lòng ta chợt thấy khó chịu theo bản năng hất tay hắn ta sự im lặng khiến người ta ngạt thở quanh quẩn trong không khí ta cắn môi phu quân hôm nay ta buồn ngủ quá muốn nghỉ sớm một chút thật lâu sau bên tai truyền đến tiếng nặng nề không biết là vui hay giận là ta suy nghĩ không chu toàn cả ngày nay nàng bận rộn phát cháo chắc chắn là mệt lắm ban đêm tắt đèn ta mơ màng thấy hơi buồn ngủ phu quân đột nhiên lên tiếng nương tử ngày mai nàng muốn uống rượu không ta có một bình rượu ngon nghe nói có thể giải sầu ta thấy mấy ngày gần đây nương tử dấu dĩ không vui hay là ngày mai chúng ta uống vài ly một cơn say giải ngàn nỗi sầu mí mắt ta nặng trịch đồng ý cho có lệ giọng hắn trở nên vui vẻ, một lời đã định. Đêm đến lại bắt đầu nằm mơ. Trong mơ là ngày tuyết rơi dày đặc. Có người đứng trước mặt ta, khuôn mặt mờ ảo không thấy rõ. Người nọ cúi người, trong giọng nói chứa vài phần quan tâm. Tại hạ nhà ở phía Nam thành, nếu cô nương không chê thì theo ta về Hàn Xá dưỡng bệnh đi. Cảnh trong mơ dài đằng đẵng, lặp đi lặp lại, chỉ có một câu này. Ta muốn hỏi ngươi là ai? mở miệng rồi lại chẳng phát ra được tiếng nào người nọ không chê phiền hà mà lặp lại tại hạ nhà ở phía nam thành nếu cô nương không chê thì theo ta về hàn xá dưỡng bệnh đi lần đầu tiên ta lừa phu quân để ra khỏi phủ đuổi hết tất cả thị vệ và nha hoàn bên người đi ta một mình đi đến phía nam thành phía nam thành kim lăng là nơi dân hạ cửu lưu sinh sống theo lý thì ta chưa đến đó bao giờ cũng không biết tại sao nhìn phong cảnh bên đường ta lại thấy quen đến bất ngờ. Quanh co lòng vòng, chẳng mấy chốc đã đến một con hẻm nhỏ hẹp. Ta đứng ở đầu hẻm ngây ra. Ánh nắng lang thang trong con hẻm nhỏ, không hiểu sao lại thân thuộc đến thế. Vô số mảnh ký ức lướt qua đầu ta. Có ổ gà, có chú chó vàng, có cây hoa quế thật lớn, còn có một người ngồi dưới gốc hoa quế. Đúng lúc này, căn nhà đầu tiên trong hẻm đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt một lão già mặt mày hớn hở bên trong đi ra. Ông ấy vừa nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt lập tức biến mất như gió cuốn mây tan. Cái đồ nữ nhân vong ân phụ nghĩa là lơi ong bướm này, sao còn mặt mũi về đây nữa? Ta nhíu mày, ông nói ta tên là gì? Thôi lệnh nghi, sâm hồng đậu hay là tương tư? Ông lão hùng hổ, không đáp lời ta, đóng cửa lại. Ta lang thang không có mục tiêu dọc theo con hẻm giống như con cừu, càng đi càng sâu, càng đi càng hoảng hốt. Mãi đến khi đến trước cánh cửa dán câu đối, bước chân không bước được nữa. Câu đối vốn tươi tắn nay đã tàn tạ phai thành màu đỏ loang lổ do dầm mưa dãi nắng lâu ngày, chữ viết trên đó cũng đã mờ, khó mà đọc được. Cạnh cửa kết một lớp mạng nhện dày, cỏ dại mọc ra từ đầu tương, cảnh tượng hoang tàn. Tim ta đập như trồng bỏi, cắn răng đẩy cửa viện ra. Tiếng kéo kẹt kéo dài qua đi, khoảng sân nhỏ gần như bị cỏ dại bao trùm hiện ra trước mắt ta trong viện có cây hoa quế lớn, vào đông tư điều vẫn giữ được cảnh lá tốt tươi. Nóc nhà sụp nửa bên, để lộ khung cảnh tối tăm bên trong, như một vết thương to lớn gớm ghiếc. Ta ngơ ngác đứng ở cửa. Lúc này cửa nhà cách vách vang lên tiếng kẽo kẹt, một phụ nhân mập mạp từ trong đi ra. Tương tư, ta đột nhiên lấy lại tinh thần. Vui sướng trong giây lát qua đi, nét mặt phụ nhân nhanh chóng lạnh xuống. Tây Châu chết rồi, ngươi không cả thủ thất đầu cho hắn, còn tới nơi này làm gì? Ta như bị sét đánh, trong đầu cứ như có một luồng sấm sét xé toạc sự hỗn độn. Ta há miệng thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Ta ngả về phía trước, ngã vào giấc mơ mờ ảo, vô số bụi bặm bị thời gian phong ấn BAN ra. Trong tâm trí hỗn loạn, có vô số âm thanh ùn ùn kéo đến. Sơn Phong lâu ta không nuôi cái loại rảnh rỗi. Cuối cùng cô nương cũng tiến bộ rồi. Không hổ là tương tư cô nương cuối cùng cũng là hoa khôi bách hoa tương tư cô nương dung mạo vô song đừng nói là thành kim lăng chúng ta dù cho phóng mắt ra khắp kinh thành thì cũng là mỹ nhân nổi bật nàng là kỹ nữ kỹ nữ xuân phong lâu là kỹ nữ giống ta một ả kỹ nữ mà dám coi thường dòng dõi định viễn hầu phủ như ta ném nàng ra ngoài lâu cứ để như vậy hồng đậu đừng trách mẹ mẹ cũng không còn cách nào âm thanh cuối cùng dần dần nhỏ đi chỉ để lại một giọng ôn hòa. Cô nương nhận lầm người rồi, nàng là nương tử chưa qua cửa của ta. Nếu ta đồng ý thì sao? Ta không đổi ý, tương tư, nàng cũng đừng đổi ý. Ta giơ tay che mặt lại, người đầy bụi bặm, quả khóc lên. Ta nhớ ra rồi. Ta không phải thôi lệnh nghi, ta là tương tư. Nương tử của Hạ Tây Châu. Ta bình tĩnh trở về định viễn hầu phủ, tắm gội đốt hương, thay một bộ quần áo sạch sẽ ta dặn phòng bếp chuẩn bị một bàn đồ nhắm, rồi tự tay hâm một bình rượu. Tiêu Vân Khởi cũng mang theo một bình rượu. Hắn nói bình rượu ấy tên vong ưu. Nương tử, uống một chén vong ưu, quên đi hết phiền não thế gian, tối nay chúng ta say một trận đi. Lúng đồng tiền của ta như hoa, được thôi, nhưng mà phải uống bình rượu của ta trước. Rượu này của ta cũng có một cái tên dễ nghe, nó tên tiêu sầu. Ta buông lời ngon tiếng ngọt mời rượu, hết ly này đến ly khác. Ta quấn lấy hắn hỏi, Mạc Bắc trông thế nào? Hắn phấn khởi nói Mạc Bắc giống như bầu trời xanh thẳm bị tuyết gột rửa, nói Mạc Bắc như con hùng ưng mỏ và móng vuốt như móc câu, ngang tàng khó thuần. Hắn uống nhanh hơn, mặt đỏ ửng vì say rượu. Tương tư, nhất định nàng sẽ thích nơi đó. Vừa dứt lời, hắn biết mình lỡ lời, vội nghĩ cách che đậy. Mới vừa mở miệng đã bị ta ngắt lời, giọng điệu ta bình tĩnh. Ta sẽ không thích nơi đó. Ta ghét lạnh, sợ chim ưng, quan trọng nhất chính là ta hận ngươi. Nơi nào có ngươi, ta đều không thích. Hắn cẩn thận nhìn vẻ mặt ta, vết ửng đỏ trên mặt biến mất, sắc mặt dần lạnh đi. Nàng nhớ ra hết rồi. Tương tư, nàng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, chẳng phải mấy ngày nay chúng ta đã sống rất vui vẻ sao? Nhưng chuyện cũ đó là nàng đau khổ như vậy, bản thân nàng không thể quên được, ta sẽ giúp nàng quên đi hắn rót một ly rượu vong ưu đưa đến bên môi ta. Tương tư, uống hết ly rượu này, sau này chúng ta sẽ rời khỏi nơi khiến nàng đau buồn, không bao giờ về nữa. Ta cười rộ lên, tiêu vân khởi, ngươi vẫn luôn tự cho là đúng như vậy, từ trước đến nay chưa từng hỏi xem ta muốn gì. Dù cho thống khổ thì cũng là tự ta thống khổ, ngươi dựa vào đâu mà giúp ta quên đi. Ngươi muốn ta vong ưu, nhưng ta chỉ muốn tiêu thủ. Thù căm hận, thù giết phu. Vừa dứt lời, Tiêu Vân Khởi đã ôm bụng đau đớn, khuôn mặt tái xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nổi lửa. Nàng cho rằng Hạ Tây Châu chết trong tay ta sao? Tương tư, nàng mới là đầu sỏ hại chết hắn. Mặt ta trắng bệch, cố gắng kìm nén cơn đau đớn và cơ thể run lẩy bẩy. Ngươi nói đúng, cho nên ta cũng uống rượu, chừng ấy độc trong rượu cũng đủ cho chúng ta chết vài lần rồi. Cơ thể Tiêu Vân Khởi bắt đầu run rẩy, khóe mắt chảy ra máu nàng cho rằng nàng lấy cái chết trục tội là có thể gặp được hắn sao. Nếu ta là hắn thì đến kiếp sau vẫn còn trốn tránh nàng, tránh cho bị nàng liên lụy. Tương tư, chỉ có tiêu vân khởi ra mới hàng được nàng, mới xứng đôi với nàng. Ta phì một tiếng, mắt cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng âm ấm, trước mắt đỏ ao. Ta không cầu xin chàng tha thứ cho ta, ta chỉ muốn lấy lại công bằng cho chàng. Chàng là người tốt, không nên có kết cục như vậy. Tiêu vân khởi im lặng một lát, đột nhiên bật cười. Nói cho cùng chúng ta vẫn đã là phu thê hơn một năm. Sống chung chăn, chết cùng huyệt, hôm nay cùng chết thế này cũng coi như là viên mãn. Hắn vươn tay ra nắm chặt cổ chân ta. Trên cõi cao xanh dưới hoàng tuyền, tương tư, chúng ta đã định sẵn sống chết đều phải quấn quýt bên nhau rồi. Ta cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng thoát khỏi kiềm chế của hắn. Ngón tay cắm xuống mặt đất, bò từng chút một ra xa. xa có thể xa được một tấc thì tốt một tấc. Xa được một ly thì tốt một ly. Cơn đau như rời non lấp biển đánh úp lại, đợt này kéo theo đợt tiếp. Ta mắt mũi miệng liên tục chảy ra dòng chất lỏng ấm áp. Cả người như bị ngàn mũi kim đâm, lại như bị ngàn búa giáng xuống. Lục phủ ngũ tạng cứ như bị ngàn con kiến cắn. Môi dưới ta đã bị cắn rách, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Đau đi, đau nhiều hơn một chút. Ta thống khổ bao nhiêu, hắn sẽ thống khổ bấy nhiêu. Ta và hắn đều có tội. Chúng ta đều đáng chết. Ta liều mạng cào ngón tay, rốt cuộc cũng thoát đến được nơi thanh tịnh cuối cùng trước khi chết. Ta gian nan trở mình, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, thở phào một hơi, im lặng chờ đợi cái chết. Hình như tiêu vân khởi kêu cái gì đó. Lỗ tai ta đã bị máu rót đầy. Nghe không rõ, cũng không muốn nghe. Ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Trần thế này, ta mệt mỏi quá rồi. Kiếp sau không muốn đến đây nữa. Thời khắc ý thức sắp rơi vào bóng tối vô biên, bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng gọi cô nương. Ta như người chết đuối nhìn thấy thanh gỗ trôi giặt, liều mạng dãy rụa thoát ra khỏi vực thẳm tối tăm, dùng hết sức lực toàn thân mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt tuyết bay đầy trời, hồng trần đổ nát. Thư sinh mặc áo bông xanh xuất hiện trước mắt ta, đứng yên như cảnh trúc tiêu điều vắng vẻ, trong mắt ẩn chứa sự quan tâm ta tham lam nhìn chàng, ánh mắt di chuyển phát họa khuôn mặt chàng, trong mắt phủ dày một tầng hơi nước, ngàn ngôn vạn ngữ đồng loạt hiện lên trong tâm trí ta. muốn nói xin lỗi, lại muốn nói ta nhớ chàng. rõ ràng trong lòng đã dự sẵn lời muốn nói, muốn nói chàng đi đi, ta không muốn liên lụy chàng nữa. đến khi há miệng hại nhịn không được mà cay sống mũi, giống như đứa trẻ tủi thân nước nở. hạ Tây châu, ta đau quá. khuôn mặt chàng dịu dàng, vươn tay về phía ta. Nếu là như thế thì không thể để cô nương ở đây một mình được. Tại hạ nhà ở phía Nam thành, nếu cô nương không chê thì theo ta về Hàn Xá dưỡng bệnh đi." Ta cười rộ lên, nước mắt giàn rụa. "Ơn cứu mạng không gì báo đáp, chàng có đồng ý cho ta lấy thân báo đáp không?" Trong gió tuyết, chàng nở nụ cười như ánh dương ấm áp ngày xuân. "Nếu là cô nương, tại hạ cầu còn không hết." Hoàn toàn văn